Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng là trong rất nhiều những vấn đề mà chị em phụ nữ gặp phải thì một trong những cái vấn đề gây ra rất nhiều những cản trở trong cuộc sống đó chính là viêm phụ khoa. Theo thống kê của Bộ Y tế thì có đến 90% phụ nữ Việt Nam bị mắc các bệnh về phụ khoa. Có những người đã lập gia đình, có những người thậm chí cũng chưa lập gia đình và chưa quan hệ tình dục. Ngay cả từ thành thị đến nông thôn thì người nào cũng có những cái vấn đề với các cái bệnh về phụ khoa. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong khi là có những người vẫn luôn luôn ý thức giữ gìn vệ sinh rất là sạch sẽ, rất là tốt nhưng vẫn cứ bị gặp những vấn đề này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái giải đáp của bác sĩ chuyên khoa vấn đề này. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Lê Thị Kim Dung, chuyên gia sản phụ khoa. Xin chào quý vị thính giả. Chào Thảo Vân. Thưa quý vị, trước hết thì chúng tôi xin được mời quý vị cũng như mời bác sĩ, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự sau đây của chúng tôi. Quý vị khán giả thân mến, chương trình Hãy Chia Sẻ cùng chúng tôi đã trải qua một chặng đường khá dài và nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ của quý vị khán giả ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Và ở mỗi chương trình sẽ có phần bốc thăm để lựa chọn ra những số điện thoại may mắn nhận được gói khám bệnh miễn phí tại những bệnh viện uy tín ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Và hôm nay xin mời quý vị hãy theo chương trình đến gặp gỡ và trao đổi với một số điện thoại may mắn của tuần trước để xem chúng ta có thể chia sẻ được những khó khăn gì về sức khỏe đối với họ. Sau khi đã liên lạc được với khán giả may mắn, theo số điện thoại chúng tôi đã tìm đến địa chỉ của bạn Nguyễn Hải Yến, 23 tuổi ở Hà Nội. Em à, hôm nay đến đây thì chị muốn em chia sẻ những vấn đề về sức khỏe mà em đang gặp phải. Vâng, hiện nay thì sức khỏe của em khá là tốt nhưng mà khoảng một năm trở lại đây thì những cái dấu hiệu của bệnh em nghĩ là phụ khoa thì nó đã xuất hiện rồi. Những hiểu biết mà Yến chia sẻ về bệnh này còn rất mơ hồ, chủ yếu là tự tìm hiểu trên mạng và cũng đồng nghĩa với việc tự mình điều trị những rắc rối gặp phải. Ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày, những triệu chứng này cũng gây cho Yến không ít phiền toái. Và em cũng chưa có đi gặp bác sĩ vì em cũng chưa lập gia đình, cũng hơi ngại một chút. Cảm giác ngại ngùng nên không đến gặp bác sĩ, có lẽ là tâm lý chung của đa số các bạn trẻ gặp phải vấn đề này. Sẽ cùng Yến đến gặp trực tiếp bác sĩ, em cứ thoải mái chia sẻ với bác sĩ về những vấn đề khó khăn em gặp phải để bác sĩ giải quyết nhé. Vâng ạ. Là như trường hợp của cháu ấy, là cô sẽ phải làm với cháu là hai cái xét nghiệm. Một cái xét nghiệm tìm vi khuẩn chlamydia, đấy là một cái loại vi khuẩn mà nó rất dễ làm tắc dẫn chứng. Thế và cái xét nghiệm thứ hai là soi tươi cái dịch âm đạo để tìm xem là có nấm và tạp khuẩn và các loại vi khuẩn khác hay không. Cháu nhất trí như thế chứ? Dạ vâng ạ. Kết luận của bác sĩ đã làm Yến yên tâm hơn về sức khỏe của mình. Vấn đề của Yến chỉ là viêm nhiễm phụ khoa đơn giản, chủ yếu là do bản thân chưa biết vệ sinh đúng cách mà thôi. Trong thực tế, gần 90% phụ nữ bị viêm nhiễm đường sinh dục. Đó là con số mà Trung tâm Giải phẫu Tế bào học, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra sau khi khám trên 70.000 bà mẹ ở hơn 300 cộng đồng dân cư sinh sống tại cả ba miền đất nước. Điều đáng nói là nhóm phụ nữ có thu nhập cao, có kiến thức như giáo viên, nữ cán bộ công chức, các thiếu nữ chưa lập gia đình, tỷ lệ viêm nhiễm là 70%. Viêm nhiễm phụ khoa mặc dù không gây tử vong ngay nhưng lại gây nhiều phiền toái trong sinh hoạt cá nhân. Bệnh gây mùi hôi, ngứa ngáy khó chịu, thậm chí đau rát vùng kín. Một số trường hợp không điều trị kịp thời và đúng cách, viêm nhiễm trở thành mãn tính, vào sâu lan rộng, gây tắc vòi trứng hoặc vô sinh, trở ngoài dạ con, vân vân. Chúng ta sẽ được biết rõ hơn các kiến thức cần thiết trong phần trò chuyện với bác sĩ ở trường quay của chúng tôi ngay sau đây. Vâng, như vậy là trong phóng sự chúng ta vừa thấy rằng là như chúng tôi đã nói là cô gái trong phóng sự bệnh nhân này á thì vẫn còn rất trẻ, chưa lập gia đình mà cô cũng đã bị những cái bệnh về phụ khoa. Tại sao lại như vậy ạ thưa bác sĩ? Cái bộ phận sinh dục nữ ấy thì là nó ở một cái địa điểm rất là đặc biệt. Dạ. Thứ nhất là nó gần với lại cái chỗ bài tiết phân, gần với chỗ bài tiết nước tiểu. Thế thì để mà nói rằng là không phải là những người phụ nữ đã có chồng. Bệnh nhân đến với mình thậm chí là các cái bé gái chỉ có độ khoảng trên dưới 1 tuổi, thậm chí là vẫn bị như thường. Dạ.
thì là những cái điều đấy là chuyện rất là phổ biến thôi. Thì ngay như các bé gái như chúng ta đã biết rồi, tức là thậm chí là bọn trẻ nó bị run kim chẳng hạn, thì nó cũng bò lên cả đấy nữa. Cho nên là tất cả các cái bệnh tật mà ở cái địa điểm đấy thì nó rất là dễ nhiễm, là chuyện không có gì khó hiểu cả. Dạ vâng. Bởi vì thực ra thì có rất nhiều người trong phụ nữ, nhất là các cô gái trẻ, thường là hay mang cái tâm lý rất là ngại ngần. Bởi vì người ta cứ nghĩ rằng đáng lẽ phải là có gia đình rồi hoặc là có quan hệ tình dục rồi thì mới bị. Còn nếu không thì đâm ra là các cô sợ, không dám đi khám. Vậy thì triệu chứng của cái bệnh lý về viêm phụ khoa là như nào ạ? Thực chất mà nói thì ngày xưa ấy, các cái thiếu nữ của chúng ta ấy, mỗi một khi mà đụng đến cái vùng kín thì là chúng ta cũng ngần ngại, không muốn chia sẻ với người khác, vì cảm thấy như là đụng đến cái chuyện đấy thì như một cái gì đấy mà không nên nói đến. Dạ, vâng. Và nó không thể ốm đau được, tại vì nếu như mình chưa có chồng thì mình không thể liên quan đến thầy thuốc. Dạ. Thế nhưng mà thực chất thì đến bây giờ khi mà cái tuyên truyền của chúng ta cũng rất là tốt, thì như tôi đã nói rồi, tức là thậm chí các bé gái, bố mẹ khi mà rửa tắm cho con nhìn thấy cái bộ phận đấy nó đỏ lên, nó viêm, thì lập tức là đã mang con đi khám. Chưa nói đến chuyện là các thiếu nữ của chúng ta vẫn đi khám như thường. Thế thì là cái điều đấy là cái điều mà một cái tín hiệu rất may cho cộng đồng, tức là chúng ta đã mạnh dạn hơn, biết rằng cái đấy dù gì đi chăng nữa cũng là một bộ phận của cơ thể và chúng ta đều phải chăm sóc. Vâng, dạ vâng. Thưa bác sĩ, với trường hợp như bệnh nhân ấy, ở phóng sự chúng ta vừa theo dõi ấy, thì bác sĩ sẽ điều trị cho cô như thế nào? Vâng. Tức là cái sự khó chịu và da sản dịch bẩn, khó chịu, rồi là mùi nó không còn được như bình thường nữa, nó có những cái mùi khác lạ. Khí hư thì nó bẩn, vì thậm chí là chúng ta đi tắm ở các cái bể bơi thì chúng ta có thể nhiễm những cái con vật mà nó vào trong đấy và nó làm cho mình khó chịu. Chứ còn không có nghĩa là chúng ta chỉ có quan hệ tình dục không thôi mà mới bị, mà thậm chí đi tắm ở những cái hồ nước mà không được sạch thì thậm chí là chúng ta có thể bị, chắc là các bạn biết rồi, bị trùng roi ấy, trichomonas ấy, là rất phổ biến. Thưa bác sĩ, thực ra thì bị những bệnh liên quan đến phụ khoa, nó ngoài cái việc là nó làm cho bản thân cái người bị nhiễm rất là khó chịu, nó còn ảnh hưởng rất lớn đến ví dụ như là quan hệ tình dục, có đúng không ạ? Thì chắc chắn rồi. Đầu tiên ấy là cảm thấy mất tự tin, là vì mỗi một chốc mình lại phải quan sát xem mình làm sao hay không. Dạ vâng. Là một, thứ hai là mình ngứa ngáy khó chịu. Cái chuyện mà đã như thế rồi thì là quan hệ tình dục ấy, nếu như bị viêm ấy, tất nhiên là nó, cái phản ứng viêm là gồm có những cái gì, nó sẽ đau, nó sẽ rát, và tất nhiên là cái quan hệ tình dục nó không thể thỏa mãn được là đúng rồi. Dạ vâng. Vậy thì nó có lây cho cái người mình quan hệ cùng không ạ? Ví dụ như là vợ có thể lây cho chồng không khi mà vợ đã bị nhiễm ạ? Rất nhiều thứ sẽ là lây cho nhau. Vì vậy cho nên là những cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục thì rất là nhiều thứ để mà có thể truyền từ người này sang người kia khi mà có một cái sự tiếp xúc. Dạ. Những cái bệnh mà phụ khoa như vậy thì nó có cái tác hại như nào đối với sức khỏe phụ nữ, và nhất là với những cái bệnh mà không thể điều trị dứt điểm được thì nó có những cái biến chứng như nào ạ? Có lẽ rằng là những cái bệnh mà lây nhiễm qua cái đường tình dục ấy, thì như chúng ta đã biết, tức là những cái rất là nhẹ, thí dụ như là nấm. Nấm có thể thoảng qua và chúng ta có thể bỏ qua. Nhưng mà nhiều lúc ấy, thì là có lúc là nó rầm rộ và không phải dễ dàng chữa, nhưng mà nó cũng không khủng khiếp lắm, vì chúng ta còn có thể chịu đựng được nó. Nhưng ngược lại, như HIV chẳng hạn, thì đấy chính là một bệnh cũng lây nhiễm qua đường tình dục. Thế và chúng ta vẫn chưa có thuốc để chữa nó. Dạ vâng. Vậy thì ví dụ như là với những người mà hay bị bị tái đi tái lại nhiều lần chẳng hạn đấy, thì nó có ảnh hưởng đến cái việc sinh nở sau này của phụ nữ không ạ? Tất nhiên là có một số bệnh mà tái đi tái lại không hẳn là đã ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản hoàn toàn, nhưng mà rất là nhiều thứ thì nó ảnh hưởng đến sinh hoạt. Tại sao như thế? Tại một khi mà cái môi trường của cái âm đạo ấy nó mà bị viêm nhiễm nhiều thì là nó dẫn đến cái tác hại lớn nhất, tức là nó thay đổi cái độ pH ở cái âm đạo. Và vì vậy cho nên là cái luồng lạch của con tinh trùng nó chạy vào ấy thì bị cản trở. Và vì vậy cho nên ấy, là chưa cần nói đến chuyện viêm nhiễm dẫn đến viêm vòi trứng, viêm nên tắc vòi trứng, mà nguyên cái chuyện cái môi trường đầu tiên thì đã khiến cho nó không phải là dễ dàng rồi. Dạ vâng. Thực ra thì cái chuyện mà mỗi khi mà các chị em mà bị viêm nhiễm về phụ khoa này, nói thật với bác sĩ là nó là một vấn đề cực kỳ đau đầu, làm người ta mệt mỏi, thiếu tự tin và sức khỏe bị ảnh hưởng. Và người ta cũng không biết là đôi khi đi khám xong thì được cho thuốc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng một trong những cái điều cũng mang đến cũng có một vai trò không nhỏ trong cái việc dẫn đến là có bị viêm không, đó chính là vệ sinh một cách đúng cách. Vậy thì bác sĩ có thể hướng dẫn cho chị em là làm thế nào để chúng ta cũng góp phần ngăn ngừa được cái tình trạng viêm nhiễm khá phổ biến này ạ? Thứ nhất là khi chúng ta biết rằng là cái bộ phận sinh dục ở một cái địa điểm nhạy cảm như vậy, thì cái lời khuyên đầu tiên mà cho tất cả chị em là cái gì?
cái việc mà chúng ta hay dễ coi thường nhất mà dễ bỏ qua nhất là vì có khi chúng ta hoảng sợ vì cái mối quan hệ, cho nên là chúng ta không đề phòng hết những cái bệnh từ nó mà gây ra. Thì Thảo Viên Vân cũng biết rồi, tức là các cái bệnh của cái hệ thống sinh sản nó là bệnh lây truyền từ người này sang người kia. Cho nên là khi đối với những chị em đã quan hệ tình dục rồi thì hãy nhớ rằng cố gắng quan hệ một vợ một chồng thì đấy cũng là giảm bớt bệnh. Điều thứ hai nữa, khi mà anh còn đang ở giai đoạn lựa chọn thì hãy nhớ đeo bao cao su. Khi mà không phải là đấy là người đàn ông duy nhất của mình thì hãy nhớ rằng nhớ đeo bao cao su. Đấy là một cái lời khuyên nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Còn cái thứ hai nữa là cái vấn đề vệ sinh là sao? Chúng ta giữ vệ sinh cái bộ phận sinh dục bằng cách là chúng ta thường xuyên là thay đồ lót và để thông thoáng. Chẳng hạn như là nếu về đến nhà ấy thì là tốt nhất là mặc rất là đồ rất là thông thoáng, mềm mại, nhẹ nhàng. Chứ còn nếu chúng ta lúc nào cũng quần bó áo bó thì làm không thể nào có cái sự thông thoáng được. Thì cái việc đấy cũng tạo điều thuận lợi cho cái chuyện mà dễ viêm nhiễm. Thứ hai là trong những ngày hành kinh ấy, thì đừng quên rằng chỉ độ khoảng 4 tiếng một lần là phải thay băng. Đấy là những cái lời khuyên hết sức là cơ bản. Nhưng còn ngoài ra còn nhiều vấn đề khác, thí dụ như là chị em chúng ta có những cái thói quen mà chắc là đến bây giờ lại vẫn còn, mặc dù là tôi cũng đã nhấn mạnh chuyện này rất nhiều lần ở những cái phương tiện công cộng có thể được phép được truyền đạt, là có một cái thói quen là ở nhà vệ sinh của chúng ta ấy thì chúng ta lại treo một cái khăn. Cái khăn đấy làm nhiệm vụ gì? Tức là sau khi chúng ta xịt nước để rửa, sau khi đi vệ sinh xong, xong chúng ta lấy cái khăn này chúng ta lau cho nó khô và nghĩ rằng như vậy là sạch lắm rồi. Thực ra thầy thuốc mà nghe nói chuyện đấy là thất kinh luôn. Tại sao? Thà rằng lấy cái giấy thấm như nó khô đi, mặc dù là người ta nói rằng cái giấy ấy thì nào là tẩy trắng, nào là thế này thế khác các thứ, tôi vẫn yên tâm hơn là một cái khăn mà treo cả hàng ngày từ sáng đến tối, thậm chí có khi 2 ngày không hề phơi ra nắng, không hề giặt, mà chỉ làm mỗi nhiệm vụ thấm khô thôi. Thì đấy là một nguồn lây nhiễm. Dạ. Thưa bác sĩ, là tôi thì được biết là có một cái kinh nghiệm dân gian của các cụ của chúng ta ngày trước ấy, là mỗi khi bị viêm nhiễm thì thường là hay lấy cái lá trầu không đấy ạ, đun lên và sau đó thì có cho một chút muối vào và rửa khi mà bị viêm nhiễm. Thì đây có phải là một cách làm hay không ạ? Trong một cái xã hội hiện đại, ngày xưa khi chúng ta không có các cái phương tiện tốt thì chúng ta cũng như là chúng ta bây giờ có mấy người mà chịu khó mà đi nướng bò kết để gội đầu. Dạ. Đúng không? Chứ còn thì là ngày xưa khi chúng ta không có cái gì cả thì quả thật là lá trầu không cũng là một cái sản phẩm mà có thể diệt khuẩn và diệt nấm. Nhưng mà cái điều tiện lợi chỉ lại rời là các cái nhà khoa học ấy sẽ chiết xuất các cái tinh chất từ nó ra để có thể sử dụng tiện lợi. Chứ còn bây giờ mà đến lúc cuối cùng mình mỗi một lùng, lúc mình đi lùng lá trầu không mà không phải lúc nào dễ dàng mà có thể có được, đúng không? Thì cũng thật là bất tiện. Chứ còn thì là nếu như chúng ta hàng ngày ở trong vườn chúng ta đều có lá trầu không, mỗi một lần chúng ta rửa để chúng ta có thể chỉ ra ngắt tươi một cái thì tuyệt vời. Nhưng mà tiếc rằng cái điều đấy không phải là sẵn sàng. Dạ, vâng, như bác sĩ vừa nói thì lá trầu không rất là có tác dụng. Tuy nhiên là thật sự đúng như bác sĩ vừa chia sẻ là sẽ thật là điều này gần như không tưởng nếu như bây giờ chị em phụ nữ mỗi khi đã có vấn đề lại đi tìm lá trầu không về và tự mình đun lên. Thì trong cuộc sống bây giờ bác sĩ thấy rồi, bận tối đầu tối mắt, không có thời gian nữa. Vậy thì chẳng nhẽ chỉ vì chúng ta không đi tìm lá trầu không mà chúng ta phải chịu ạ? Không có cách nào để chúng ta có thể sử dụng được cái lá trầu không một cách thường xuyên hơn ạ? Cũng rất là may mắn, tức là các nhà khoa học cũng đã nghĩ đến những cái điều đấy. Thế và trong khi đấy thì là ở Việt Nam chúng ta, ở rất nhiều nước là có nhiều rất là nhiều sản phẩm để phục vụ cho cái việc này, vì họ cũng cảm thấy là điều ấy là rất cần thiết. Thế thì ở Việt Nam thì cũng có, rất là may mắn, cho nên là có những cái dung dịch, thí dụ như là cái dung dịch quý phi của Sao Thái Dương chẳng hạn. Thế thì cái dung dịch rửa quý phi đấy nó có cái tính chất của trầu không, và mong rằng là cái điều đấy là chị em chúng ta dùng thử, đồng thời là sẽ đánh giá được cái kết quả của nó. Với cái sản phẩm như bác sĩ vừa nói đến ấy, thì những phụ nữ mà đang có thai thì có thể sử dụng được không ạ? Nó có gây ảnh hưởng gì không ạ? Thứ nhất là cũng chưa có một cái công trình nghiên cứu nào tách bạch để mà nhìn thấy cái tác dụng thực sự của nó ở trên phụ nữ, cái môi trường âm đạo thay đổi ra làm sao và như thế nào. Cho nên ấy là cái việc ấy là tin cậy và hoàn toàn vào cái nhà sản xuất. Tức là nhà sản xuất mà đã kiểm nghiệm, đã làm một cách kỹ lưỡng về cái chuyện này. Và cũng may rằng cái lá trầu không của chúng ta là một cái nguyên liệu mà không phải là nhập khẩu, mà ở trong nước chúng ta trồng được, thì chúng ta có thể kiểm tra tương đối kỹ lưỡng. Chứ còn thì thực tình mà nói là nếu như một cái nơi sản xuất mà không thực sự an toàn, nguyên liệu mà lại chúng ta cũng hoàn toàn bị phụ thuộc, không biết là cái nguồn nguyên liệu ấy sẽ được nuôi trồng như thế nào thì cũng đáng sợ. Nhưng cũng may rằng là cái lá trầu không của nước ta rất nhiều, thì có thể là vì thế mà họ làm được tương đối nghiêm túc.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, và như vậy chúng tôi thấy rằng đây là một cái thông tin cũng rất là vui cho trẻ em phụ nữ chúng ta, khi mà trong cái điều kiện chúng ta quá bận bịu thì chúng ta cũng có thể có được những cái dung dịch mà chúng ta có thể sử dụng hàng ngày, không mất quá nhiều thời gian trong chuyện đun nấu hay là tạo ra để chúng ta dùng để vệ sinh. Bây giờ thì chúng tôi xin để dành thời gian cho những câu hỏi của khán giả gửi tới cho chương trình ạ. Cháu chào bác sĩ ạ. Năm nay cháu 31 tuổi, chưa lập gia đình và cũng chưa có con. Cháu bị viêm lộ tuyến cổ tử cung 2 năm. Cứ 3 tháng thì cháu lại đi khám một lần và cũng đặt thuốc khoảng 15 lần. Nhưng bệnh vẫn không hết. Cho cháu hỏi bệnh của cháu có khó thụ thai không, và làm nào để trị hết bệnh và không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cháu. Việc đầu tiên đi khám và chữa dứt điểm vì cái lộ tuyến, nếu như mà thầy thuốc mà rộng, thầy thuốc điều trị cho mình dứt điểm thì mình không phải lăn tăn về việc này nữa, và phải quan hệ với chồng để có thai chứ, cái kiêng suốt thì làm lấy đâu ra mà có thai được. Cái việc mà bạn ấy nói rằng là bị cái khí hư ra vào cái giữa chu kỳ kinh nguyệt thì có vấn đề gì không ạ? Giữa chu kỳ khí hư ấy thì là cũng lại phải khám để mới biết được, chứ còn giữa chu kỳ kinh nguyệt mà lại là khí hư bình thường mà lại trong như là cái lòng trắng trứng mà nó chảy ra thì thấy thuốc phụ khoa như thế mừng quá, vì tuyệt vời. Thế nhưng mà cuối cùng mọi người thì phát hoảng lên thì có khi lại là nhầm lẫn. Vâng. Trừ phi là khí hư nó phải có màu khác lạ hoặc là có mùi khác lạ, phải mùi hôi. Chứ vâng. Còn thì là nếu như nó trong như nước suối thì vâng. Tuyệt tốt vâng. Quá đúng không ạ? Dạ vâng. Như vậy thì chúng tôi cũng nghĩ là bạn cũng nghe tư vấn bác sĩ nên đi khám và điều trị dứt điểm thì mới bảo vệ sức khỏe cho mình, và đặc biệt là trong cái chuyện mà gia đình bạn muốn có em bé. Bây giờ chúng ta nghe câu hỏi tiếp theo ạ. Tôi có hiện tượng trước mỗi kỳ kinh nguyệt là âm đạo của tôi tiết ra dịch màu nâu và kéo dài khoảng 3 đến 5 ngày. Cho tôi hỏi hiện tượng này là gì? Tôi có đi khám nhưng bác sĩ có xét nghiệm và bảo là không sao. Mong bác sĩ giải thích giúp ạ. Mình cũng bảo không sao. Tại vì là cái niêm mạc của cái tử cung ấy có thể là nó sẽ bong ra một ít sớm, và vì vậy cho nên bạn sẽ thấy có một ít dây máu màu nâu nâu trước khi mà hành kinh thực sự, thì chuyện bình thường thôi. Như vậy là bạn hoàn toàn có thể yên tâm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu hỏi tiếp ạ. Chào bác sĩ ạ. Tôi thường có thói quen là pha nước muối loãng để vệ sinh vùng kín. Không biết là thói quen này có tốt hay không ạ? Tôi xin cảm ơn ạ. Ở cái vùng da đấy nó đã mềm mại, nó đã tế nhị, nó đã rất là nhạy cảm, mà chúng ta lại cứ cho nó đi tắm biển mà lại không chịu tráng lại nước ngọt, cực kỳ khó chịu. Tại sao vậy? Vì khi mà có một chút muối thì nó hút nước vào và làm ẩm thấp bứt rứt, khó chịu hơn nhiều. Như vậy là bạn phải, có lẽ tôi thấy bạn nghe thấy bác sĩ nói rồi, dừng lại ngay cái việc mà chúng ta vẫn cho là thói quen hàng ngày, bởi vì nó hoàn toàn đây không phải là thói quen có lợi. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Chào bác sĩ, tôi hay phải đi công tác. Những lần đó mình thường mặc quần dùng một lần kèm theo miếng lót vệ sinh hàng ngày. Dùng như thế trong thời gian dài có ảnh hưởng gì không? Xin cảm ơn bác sĩ. Thật sự mà nói đấy là một cái phát minh tiện lợi để chúng ta không bị quá ư là phiền hà. Chỉ mỗi tội là phải thay thường xuyên thôi. Như vậy là bạn có thể yên tâm rồi. Có điều là khoảng thời gian để sử dụng băng vệ sinh thì các bạn cũng nhớ lưu ý là đừng để quá lâu. Lúc đó thì nó sẽ lại trở thành nguy hiểm. Thưa quý vị các bạn, chúng ta cũng đã vừa lắng nghe những cái trao đổi cũng rất là cởi mở, thẳng thắn của bác sĩ Lê Thị Kim Dung dành cho quý vị, đặc biệt là các chị em phụ nữ trong chương trình hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm lại một số nội dung chính của chương trình. Biểu hiện của bệnh viêm nhiễm phụ khoa: âm đạo xuất hiện nhiều khí hư bất thường, khí hư có màu, mùi lạ, cơ quan sinh dục ngứa, rát, đau đỏ, nặng có thể có các nốt, các vết loét, cảm thấy đau, buốt khi đi tiểu, đau bụng dưới hoặc đau trong khi giao hợp, chảy máu bất thường ngoài chu kỳ kinh nguyệt hoặc chảy máu sau khi giao hợp. Nguyên nhân của bệnh viêm nhiễm phụ khoa: nấm candida, nhiễm ký sinh trùng như trùng roi, vi khuẩn xâm nhập từ bên ngoài, vệ sinh không đúng cách, lây truyền khi quan hệ tình dục. Hậu quả của bệnh viêm nhiễm phụ khoa: nếu không được điều trị dứt điểm thì viêm nhiễm phụ khoa có thể dẫn đến các bệnh nặng như viêm nhiễm vùng chậu, gây tắc vòi trứng, gây vô sinh, viêm tử cung, ung thư cổ tử cung, các thủ thuật phụ khoa không an toàn như dụng cụ đặt tránh thai, nạo hút thai, v.v. làm tổn thương, gây viêm nhiễm phụ khoa. Do sự suy giảm hoạt động nội tiết estrogen của buồng trứng phụ nữ tuổi mãn kinh nên môi trường âm đạo trở nên khô và trung tính, nên nấm, vi trùng, tạp khuẩn dễ tấn công hơn. Điều trị bệnh viêm nhiễm phụ khoa: dùng kháng sinh theo đường uống, dùng thuốc đặt đường âm đạo, vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, nhất là trong thời kỳ kinh nguyệt. Điều trị theo bác sĩ chuyên khoa có chỉ định đối với bệnh lý nghiêm trọng hơn. Lưu ý trong sinh hoạt: chế độ dinh dưỡng hợp lý, cân bằng, nên mặc quần áo rộng rãi, thông thoáng, không nên mặc đồ lót bó sát, ngăn da tiếp xúc với không khí gây rối loạn tuần hoàn máu, hay quần lót thường xuyên. Khám phụ khoa định kỳ, vệ sinh hàng ngày đúng cách.
nên sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ hàng ngày có tác dụng diệt khuẩn, cân bằng độ pH, giữ ẩm, chống viêm, phòng ngừa viêm nhiễm được chiết xuất từ thảo dược như lá trầu không kết hợp với nước tinh khiết. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi phần bốc thăm may mắn của chương trình hôm nay. Xin được mời bác sĩ ạ. Xin được chúc mừng một khán giả Đoàn Thị Thúy hoặc Đoàn Thị Thủy, Đoàn Thị Thủy ở Hà Nội. Số điện thoại 01239 và 3 số cuối là 085. Vâng, xin chúc mừng khán giả đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với khán giả tiếp theo, mời bác sĩ. Xin được chúc mừng một khán giả ở Nghệ An, khán giả Nguyễn Thị Lưu hoặc Nguyễn Thị Lựu. Số điện thoại 01649 và 3 số cuối là 501. Xin chúc mừng. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Xin được chúc mừng một khán giả ở Hà Tĩnh, khán giả Nguyễn Minh Tú hoặc Nguyễn Minh Tư. Số điện thoại 0934, 3 số cuối là 356. Xin chúc mừng. Và bây giờ là khán giả cuối cùng, xin mời bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ. Xin được chúc mừng khán giả Vũ Văn Nam hoặc Vũ Văn Năm ở Kon Tum. Số điện thoại 01654, 3 số cuối là 011. Thưa bác sĩ, là những khán giả may mắn này thì sẽ được nhận gói khám bệnh miễn phí tổng thể tại 3 bệnh viện lớn ở 3 miền Bắc Trung Nam. Và đây cũng là một phần của chương trình Hãy Chia Sẻ của chúng tôi cũng muốn được góp chung tay hỗ trợ với cộng đồng để mà những khán giả của chương trình có thể được nhận cái gói khám bệnh miễn phí này. Chúng tôi cũng mong rằng là quý vị khán giả cũng tham gia hưởng ứng với chúng tôi. Hãy soạn tin nhắn gửi tới cho chương trình qua số tổng đài là 7095. Và với những vấn đề mà quý vị và các bạn còn muốn hỏi sâu thêm về chương trình hôm nay thì hãy gọi điện thoại tới cho chúng tôi qua các số điện thoại 0436462740, 0436462741 hoặc 0984969090. Các bác sĩ và chuyên gia của chúng tôi sẽ tiếp tục tư vấn cho quý vị và các bạn. Đăng ký tham gia chương trình Hãy Chia Sẻ cùng chúng tôi. Soạn tin STD dấu cách họ và tên dấu cách tỉnh thành gửi 7095. Ví dụ STD Nguyễn Minh An Thái Bình gửi 7095. Ở mỗi chương trình sẽ có những khán giả may mắn nhận được phần thưởng là gói khám bệnh miễn phí tại các bệnh viện sau: miền Bắc 1 đến 2 người, miền Nam 1 người, miền Trung 2 người. Còn bây giờ xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ Lê Thị Kim Dung đã chia sẻ với khán giả của chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Và chúng tôi xin nhắc lại rằng chị em phụ nữ chúng ta hãy cẩn thận bảo vệ sức khỏe cho mình và cho những người mà chúng mình yêu thương. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt.